Ok, đây là một ít giấy vụn mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở chế độ hút này. Đây, tôi sẽ bắt đầu hút để cho quý vị và các bạn xem luôn nhé. Đây chỉ là mức 3, chúng ta lấy mức 6 nhé. Đó, các bạn có thể nghe tiếng nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái phần hút được này. Đây là cái túi rác, cái túi mà đựng bụi sau khi chúng ta hút. Chúng ta có thể tháo cái túi này ra nhé, tháo rời ra. Ok, đó. Rồi bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn cái chế độ thổi của máy. Thì chúng ta sẽ vặn theo chiều mũi tên hướng ra ngoài. Đó, tôi để ở mức 3 đi. Rồi, đây tôi sẽ thử thổi luôn bụi ở đây nha. Ok, tôi vừa thử cho các bạn xem hai cái chức năng hút và thổi của chiếc máy hút thổi, hai chức năng Makute PB001 nhá. Đó, thì các bạn nào mà có nhu cầu tìm hiểu thêm về máy này thì các bạn có thể liên hệ theo cái số điện thoại hiện trên màn hình, hoặc là truy cập website để máy xong anh.com, hoặc chúng ta có thể để lại, hoặc các bạn có thể lại cái comment ở bên dưới thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video sau.